Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 30 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong 140 năm qua, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Theo chính quyền Trung Quốc, thành phố Bắc Kinh đã ghi nhận lượng mưa 744,8mm, tương đương 29,3 inch, từ cuối tuần trước cho đến ngày thứ Ba, đánh dấu lượng mưa cao nhất kể từ năm 1891, dựa trên dữ liệu từ Cục Khí tượng Bắc Kinh. Mưa lũ lớn xảy ra khi Trung Quốc hứng chịu cơn bão Doksuri quét qua phía bắc nước này. Theo một báo cáo của Đài quan sát trái đất của NASA, Doksuri đã đổ bộ vào Hạ Môn và Tuyền Châu của Trung Quốc và gây lũ lụt nghiêm trọng ở Bắc Kinh. Cơn bão lớn đã làm hư hại cơ sở hạ tầng, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán. Bão Doksuri được đánh giá là một trong những cơn bão tồi tệ nhất tấn công miền Bắc Trung Quốc trong nhiều năm. Và những cơn mưa xối xả cũng như lũ lụt ở Bắc Kinh đã giết chết ít nhất 20 người tính đến ngày thứ Hai. Trên mạng Internet và các phương tiện truyền thông xã hội ở Trung Quốc tràn ngập hình ảnh những cơn mưa lớn làm ngập đường phố và những chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi. Theo Reuters đưa tin, tính đến thứ Hai, mưa lớn đã khiến cho 358 con đường ở Bắc Kinh bị hư hại hoặc bị ảnh hưởng. Mưa lớn đã khiến một đoạn của cầu Lưu Câu ở quận Phong Đài bị sập. Tại Bắc Kinh, hơn 31.000 người đã được sơ tán khỏi nhà, trong khi công việc tại hơn 4.000 công trường xây dựng bị đình trệ, gần 20.000 tòa nhà được kiểm tra vì sợ bị hư hại. Tất cả các điểm du lịch trong thành phố đều bị đóng cửa. Đáng chú ý, trên mạng còn xuất hiện một đoạn video cho thấy, ngay cả Tử Cấm Thành, nơi chưa từng bị ngập lụt trong 600 năm qua, cũng có mực nước sâu nhất đến đầu gối. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin, ngoài Bắc Kinh, mưa cực lớn cũng tấn công miền Bắc Trung Quốc và các khu vực dọc theo sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn nghiêm ngặt, cũng như công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Điều quan trọng là phải đảm bảo điều trị y tế cho những người bị thương và cung cấp viện trợ cũng như sự an ủi cho gia đình của những người đã khuất, ông Tập Cận Bình nói. Mặc dù vậy, đến hôm thứ Ba, Bắc Kinh đã dỡ bỏ cảnh báo đỏ về lũ lụt khi lưu lượng nước ở các con sông lớn đã xuống dưới mức cảnh báo, theo Tân Hoa Xã cho biết. Tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc tiếp giáp Bắc Kinh đã phải di rời hơn 1,2 triệu dân khỏi các khu vực bị ngập lụt, trong đó có gần 860.000 ở các vùng lũ dữ. Nhằm giúp thủ đô thoát lũ, tỉnh này dự kiến sẽ cần khoảng một tháng để nước lũ rút đi. Trước tình hình lũ vẫn nghiêm trọng ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, Trung Quốc đã quyết định sử dụng 8 vùng dự lũ cùng toàn bộ 155 hồ chứa lớn và vừa ở lưu vực sông Hải Hà để chứa lũ. Trong đó, riêng tỉnh Hà Bắc đã kích hoạt 7 trên 13 vùng thoát lũ để tiếp nhận khoảng 1,8 tỷ mét khối nước, giảm áp lực lũ lụt cho thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thiên Tân. Tính đến sáng ngày thứ Tư, theo dữ liệu từ Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán Hà Bắc, tỉnh này đã di rời khoảng 1,23 triệu dân, trong đó người dân vùng chứa lũ lên tới 857.200 người. Hà Bắc cũng đã điều động hơn 4.700 đội cứu hộ với hơn 100.000 người và cử hơn 2.200 nhóm công tác đến các khu vực bị ảnh hưởng. Do ảnh hưởng của cơn bão Doksuri, mưa lớn đã kéo dài gần 144 giờ ở Hà Bắc, từ 8 giờ sáng ngày thứ Năm tuần trước đến 8 giờ sáng ngày thứ Ba vừa qua, với lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh là hơn 146mm. Tỉnh này đã hứng chịu tổng lượng mưa 27,5 tỷ mét khối, gấp đôi tổng dung tích của tất cả các hồ chứa lớn và vừa trên toàn tỉnh. Thành phố Trác Châu ở Hà Bắc, nơi có nhiều con sông chảy qua và một số khu vực được sử dụng làm vùng chứa lũ, đã bị ảnh hưởng nặng nề. Trong một chương trình của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, bà Lý Na, Phó Giám đốc Sở Thủy lợi Hà Bắc cho biết lượng mưa trung bình ở Trác Châu lên tới 398mm vào tối thứ Ba. Khoảng 300 triệu đến 400 triệu mét khối nước lũ dự kiến sẽ chảy qua Trác Châu, khiến thành phố này trở thành vùng lũ lụt nặng nề nhất sau nhiều ngày mưa lớn. Vì mưa đã tạnh nên mực nước trên các con sông liên tục giảm, nhưng sự suy giảm này cần một khoảng thời gian. Trong số các khu vực chứa và ngăn lũ mà chúng tôi đã kích hoạt, một số làng bị ngập, nhưng do nền tảng tương đối cao nên nước có thể rút nhanh, tác động sẽ ít hơn. Tuy nhiên, một số diện tích đất canh tác cần nhiều thời gian hơn. Tổng thời gian cần khoảng một tháng, bà Lý Na nói. Trung Quốc đã phủ nhận thông tin cho rằng tình trạng ngập lụt ở Trác Châu là do xả lũ như một phần nỗ lực bảo vệ Bắc Kinh, nhấn mạnh việc kích hoạt các vùng chứa lũ là một cân nhắc tổng thể.
Trong khi đó, Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc Nghe Nhạc Phong cho biết, địa phương này cần kích hoạt vùng giữ lũ để giảm bớt áp lực phòng lũ và đóng vai trò là sông hộ thành cho thủ đô. Chính quyền Thiên Tân gần Bắc Kinh cũng kích hoạt một phần vùng thoát lũ ở quận Tĩnh Hải. Hơn 30.000 cư dân của 23 ngôi làng trong quận cũng đã yêu cầu di rời từ trưa thứ Tư. Sau khi bão Doksuri đổ bộ cuối tuần trước, thủ đô của Trung Quốc đã ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 140 năm qua. Mưa lũ đã khiến 11 người ở Bắc Kinh và 9 người ở Hà Bắc thiệt mạng. Trong khi đó, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc thông báo lượng mưa đã chuyển sang vùng Đông Bắc nước này từ hôm thứ Ba. Các cơ quan kiểm soát lũ ở các thành phố Cáp Nhĩ Tân và Mẫu Đơn Giang của Hắc Long Giang đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp kiểm soát lũ lụt vào hôm thứ Tư và thứ Năm như đóng cửa trường học và các cơ sở đào tạo, tạm dừng các hoạt động xây dựng và hoạt động ngoài trời. Hiện nhiều khu vực tại Hắc Long Giang đã ngập sâu trong nước với nguy cơ mất trắng mùa màng. Bão Doksuri cùng cơn mưa lịch sử đã khiến người dân Bắc Kinh phải lao đao những ngày gần đây. Bị ảnh hưởng bởi siêu bão Doksuri, từ 8 giờ ngày thứ Bảy tuần trước, Trác Châu liên tục mưa, đặc biệt trong vài ngày qua, khi thủ đô Bắc Kinh chịu lượng mưa kỷ lục trong vòng 140 năm, thì các con sông ở thành phố Trác Châu nằm phía tây nam Bắc Kinh đã nhận một lượng nước lớn từ Bắc Kinh biến Trác Châu thành khu vực ngập lụt nặng nhất thời điểm hiện tại. Hàng loạt ô tô chìm trong biển nước, đường biến thành sông. Theo Reuters đưa tin, Bắc Kinh và nhiều thành phố lân cận đã gặp tình trạng ngập lụt nghiêm trọng sau trận mưa lớn lịch sử kéo dài 5 ngày. Cơ quan khí tượng Bắc Kinh cho biết đây là lượng mưa cao nhất trong 140 năm qua. Cụ thể, lượng mưa của cơn bão Doksuri trút xuống Bắc Kinh trong 40 giờ, gần bằng lượng mưa trung bình của cả tháng 7. The Economic Times cũng viết, các khu vực phía Bắc Trung Quốc được đặt trong tình trạng báo động đỏ, nhiều ô tô bị cuốn trôi, các ga tàu điện ngầm chìm trong biển nước, hàng trăm chiếc xe buýt dừng hoạt động, thậm chí không chỉ có ô tô con, nhiều chiếc xe tải cũng không thoát khỏi cảnh tương tự. Rất nhiều người dân đã ghi lại cảnh các phương tiện đi lại bị cuốn bởi dòng nước lũ. Rất nhiều con đường trở thành sông nước thực thụ. Họ chia sẻ hầu hết ô tô trước nhà đều bị cuốn đi hoặc hư hại nặng nề. Từ trên cao không khó để nhìn thấy các hàng dài la liệt những chiếc ô tô chìm sâu dưới dòng nước sau trận mưa lịch sử. Ngoài ra, một đoạn video được CCTV đăng tải cũng cho thấy một cây cầu đường bộ ở Bắc Kinh đã bị gãy làm đôi. Nhưng không chỉ ngập trong nước, nhiều phương tiện cũng bị mắc kẹt nghiêm trọng. Chưa hết, mưa lũ còn khiến nhiều cột điện bị hư hại, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện và thông tin liên lạc ở một số khu vực. Hôm thứ Ba, gần 400 chuyến bay đã bị hủy và hàng trăm chuyến bay bị hoãn tại sân bay của Bắc Kinh. Trang thông tin Sowetan cũng viết, không chỉ hư hại tài sản, cơn bão Doksuri cũng gây nhiều khó khăn cho nhiều người dân, đặc biệt là người lái ô tô. Tờ Guardian cũng đăng tải hình ảnh một người đàn ông bị kẹt trong xe ô tô và bị dòng nước cuốn trôi. May mắn, ông đã được đội cứu hộ giải cứu kịp thời. Cả khu chợ bị vây khốn trong nước lũ, hàng trăm kho sách bị ngập, chật kín các đội cứu hộ theo thời báo Hoàn Cầu hôm thứ Tư. Trong hai ngày qua, hơn 1.000 đội cứu hộ đã được triển khai tới thành phố Trác Châu ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Trong khi tình hình nhìn chung đã cải thiện ở các khu vực phía đông của thành phố, nước lũ vẫn chưa rút hết ở các khu vực phía tây của Trác Châu và một số cư dân vẫn đang chờ lực lượng cứu hộ vào chiều thứ Tư. Các quan chức địa phương cho biết, từ 8 giờ sáng thứ Bảy tuần trước đến 11 giờ ngày thứ Ba, Trác Châu đã hứng lượng mưa trung bình lên tới 355,1mm. Tính đến 10 giờ sáng thứ Ba, tổng cộng 133.913 người từ 146 ngôi làng ở Trác Châu đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ảnh hưởng đến khu vực rộng 225,38km². Chiều thứ Ba, nguồn cung cấp nước bị cắt trên toàn thành phố và một số khu vực của thành phố bị mất điện. Tính đến chiều thứ Ba, có 125.100 người từ 124 ngôi làng ở Trác Châu đã được sơ tán đến nơi an toàn. Trác Châu đã tổ chức 28 đội cứu hộ khẩn cấp, gồm tổng cộng 8.755 người để hợp tác với các đội cứu hộ chuyên nghiệp, trong đó có đội cứu hộ Bầu Trời Xanh của Trung Quốc. Sau khi nhận được thông tin kêu gọi hỗ trợ từ Trác Châu, các đội cứu hộ đã ngay lập tức tới giải cứu người dân vùng lũ. Thuyền cứu hộ tiến vào một khu chợ lớn với cảnh tượng nước chảy đục ngầu, túi ni lông và vỏ chai nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhiều mái nhà hàng quán ven đường nhấp nhô ngang mực nước, những chiếc ô tô bên đường chìm hẳn trong nước lũ, xuồng cứu hộ nhiều lần lạng trạng vì lỡ đi qua nóc ô tô. Dọc đường vào chợ, người người kêu cứu, có người ngồi bên cửa sổ, có người trên mái nhà, có người trên nóc xe tải. Trác Châu là một trung tâm hậu cần quan trọng, có hàng trăm kho sách của các nhà xuất bản trên địa bàn thành phố và gần như tất cả các kho sách này đã bị ngập nước. Ít nhất vài triệu cuốn sách đã bị ướt do lũ lụt.
các kho trung chuyển của một số nhóm hậu cần ở Trắc Châu cũng bị ảnh hưởng, theo Thời báo Hoàn Cầu. Hôm thứ Tư, truyền thông địa phương tường thuật những trận mưa lớn do bão Doksuri đã làm ngập một khu hậu cần trong thành phố, nơi tọa lạc của gần 100 công ty sách. Vô số cuốn sách bị ướt và thiết bị hư hỏng, khu dân cư Thủy Thượng Nhân Giai với 458 hộ gia đình bị ngập nặng. Hôm thứ Hai, sau khi nhà xe bị ngập đã hình thành một cái hố rộng khoảng 100m², sâu 4-5m. Ngày thứ Ba, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết nước này đã phân bổ 110 triệu nhân dân tệ, khoảng 15,43 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc. Đến ngày thứ Tư, Bộ Tổ chức Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục thông báo phân bổ 44 triệu nhân dân tệ, khoảng 6,17 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai trong khu vực. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.